Xin chào các bé, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vẽ nhân vật gì nào? Hôm nay chúng ta sẽ vẽ nhân vật báo hồng nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật để làm đầu của chú báo này. Trên hình chữ nhật đó chúng ta sẽ vẽ một hình bầu dục để làm cái mũi, cái khoảng mũi thí nghiệm đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ thêm một cái hình edit này để làm cái thân của. Sau đó chúng ta sẽ vẽ một cái hình ellipse dài làm thân của chú báo nhé. Rồi đến tay chân là những cái hình chữ nhật rất là dài. Đặc điểm của chú báo hồng này là thân hình rất là gầy gò. Với thiết kế là đuôi của chú báo hồng thì cũng rất dài. Chúng ta vẽ một cái hình đuôi của chú báo hồng thì cũng rất là dài. Chúng ta sẽ vẽ một cái hình chữ nhật dài vắt qua chân nhé. Bây giờ đến chi tiết nhé, chúng ta sẽ hai đôi mắt to tròn ở trên, sau đó là cái tai và hoàn thiện nốt khuôn mặt. Sau khi vẽ các bạn hãy vào ấn nút đăng ký kênh Vẽ cùng bé để xem nhiều video hay hơn nữa nha. Chúng ta có thể tô lại bằng bút nét đậm nhé cho mình nhìn được rõ nét hơn.
Ở đây mình sẽ vẽ thêm những dấu chân của chú báo hồng để cho bức ảnh tranh sinh động hơn. Đó thì chúng ta sẽ dùng chải để vẽ những phần thịt thừa đi nhé. Bước tiếp theo là tô màu thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tô màu đen vào mắt và lông mày nhé. Sau đó chúng ta sẽ dùng màu vàng để tô cái lòng mắt ở bên trong. Chúng ta sẽ dùng màu đỏ để tô khoang mũi. Và chọn màu hồng để tô toàn bộ thân mặt của chú báo. Riêng cái khoang bụng thì chúng ta để màu trắng nhé. Nhớ tô màu đều tay và để không nem ra bên ngoài nhé. Các bạn hãy vào ấn nút đăng ký kênh Vẽ Cùng Bé để xem nhiều video hay hơn nữa nha. Chúng ta sẽ dùng màu đỏ để tô những vết chân của chú báo. Để bức tranh thêm sinh động hơn, như tên của chú báo và cô, những cái tên chữ này rất nhiều màu nhé.
bạn hãy vào ấn nút đăng ký kênh Vẽ Cùng Bé để xem nhiều video hay hơn nữa nha. Bé có biết là báo hồng này còn tên tiếng Anh tên là gì không? Đó là Pink Feather. Bé một ngày vui.